Tới chính là slogan của dự án tụ hội hoàn mỹ kiến tạo tinh hoa. Thì hoàn mỹ ở đây là gì thưa quý vị? Thứ nhất, chúng ta hãy nói đến phong cách thiết kế. Phong cách của The Classia chúng tôi lựa chọn là kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Thì với cái sự nỗ lực của các bên trong quá trình thiết kế thì dự án đã vinh dự được nhận hai giải thưởng thưa quý vị. Chúng ta nhớ nhá, có hai giải thưởng. Từ một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, đó là giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Awards. Thì giải thưởng thứ nhất The Classia đạt được đó là giải thưởng khu nhà ở tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghĩa là gì? Nghĩa là đây là một cái giải thưởng dành cho tổng hòa rất nhiều yếu tố, từ vị trí, chủ đầu tư, thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, tổng mặt bằng, tiến độ xây dựng, tổng hòa lên để có được một cái dự án nhà ở tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Và giải thưởng thứ hai dự án đạt được và tôi cũng rất muốn nhấn mạnh đó là thiết kế kiến trúc của dự án. Và The Classia vinh dự được nhận giải thưởng thiết kế kiến trúc nhà ở tốt nhất của toàn bộ giải thưởng Việt Nam Property Award năm 2021. Thì tại sao chúng ta lại đạt được những cái vấn đề này? Thì thứ nhất là sự hoàn mỹ trong chi tiết. Hoàn mỹ trong chi tiết là cái gì? Phản chiếu hiện đại được tạo nên từ những đôi tay tài hoa. Sự sáng tạo trong kiến trúc khắc họa trên nền thiên nhiên hoàn mỹ, tạo nên bản giao hưởng vượt thời gian. Tòa lạc vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối đại lộ Võ Chí Công gần nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, liên kề đô thị Thủ Thiêm và cách trung tâm quận 1, khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 15 đến 20 phút. The Classia tụ hội hoàn mỹ kiến tạo tinh hoa, kiến lập một cuộc sống viên mãn giữa đông thành phố phồn hoa. Những nốt nhạc rộn ràng tươi mới của thiên nhiên hòa trong giai điệu ngân nga của những tâm hồn rộng mở.